Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 335 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự động viên ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói Trung Nhạc chiếu cáo thiên hạ tỏ rõ thân thận phục khi của chính mình, dẫn phát vũ trụ cổ lão, lục đạo giới và tử vi một mảnh xôn xao. Ngay sau đấy, lại phân phát thiệp mời đại hội chư đế tương lai, đưa tới các tộc, mời chào tuấn kiệt trẻ tuổi của các tộc đi tới tổ đình tham gia đại hội chư đế tương lai. Trong lúc nhất thời, các tộc ám lưu nổi lên bốn phía, gió nổi mây phun, nội bộ các tộc minh tranh ám đấu, đều vì nên đi hay không nên đi mà tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Trong đấy cũng có không ít cường giả trẻ tuổi đã tham gia mấy kỳ đại hội chư đế tương lai bị cao tầng trong các tộc cấm túc, nhưng cũng có không ít cường giả trẻ tuổi một lòng cầu đạo len lén chạy ra chủng tộc của chính mình, chạy tới tổ đình. Lần này Trung Nhạc phân phát ra 3 vạn thiệp mời, cho dù là những chủng tộc trước đây đã từng đại khai sát giới đối với Phục Hy thị, cường giả trẻ tuổi của bọn họ cũng nằm trong hàng ngũ được mời. Thời gian chậm rãi chuyển rời, trong lúc bất chi bất giác đã 10 năm trôi qua. Trong thời gian này, cái đầu của thần sứ đi tới thiên đình đưa thư đã bị đưa về tổ đình. Trung Nhạc hạ lệnh hậu táng. Thời hạn 10 năm đã tới, cách thời gian hơn 200 năm, đại hội chư đế tương lai rốt cuộc cũng một lần nữa được tổ chức. Một ngày này, bên trong tổ đình phi thường náo nhiệt, có rất nhiều gương mặt mới đã tới. Trong các cuộc chiến tranh trước đây, đã có rất nhiều cường giả nổi danh thiên hạ chết trận, nhưng đại chiến cũng đã sản sinh ra không ít cao thủ càng trẻ tuổi hơn nữa. Kỳ đại hội lần này, thần ma đi tới phó hội có tới hơn 2 vạn người, vô số nhân vật thiên tài tụ tập cùng một chỗ. Trải qua nhiều trận đại chiến vẫn còn sống sót, những cường giả cùng thời với Trung Nhạc đều thuộc về thế hệ đi trước. Thế hệ thanh niên chính là một đời Phong Hoài Ngọc, Trung Hiếu Văn, càng thêm nhiệt huyết bồng bột, càng có tinh thần mạnh dạn đi đầu. Thần ma lần này đi tới phó hội tuy nhiều, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn đồng lòng nhất trí. Trong đấy có kẻ ngưỡng mộ Trung Nhạc, cũng có kẻ lòng mang ý xấu. Ngoài mặt đại hội bình tĩnh, thế nhưng bên dưới lại cất giấu ám lưu mãnh liệt. Trung Nhạc chờ hơn 10 ngày cũng không thấy Mục Tiên Thiên tới, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hắn đang định lên đài giảng pháp, đột nhiên có khí thế đế hoàng từ xa ập tới, cười ha hả nói: "Thiên thừa tướng, trẫm đã tới rồi." Cô khí thế đế hoàng này giống như biển rộng mênh mông, khiến cho toàn bộ thần ma đã tu luyện thần đạo, ma đạo hết thảy đều hàng phục, hết thảy đều bị đế uy uy hoàng kia chấn áp. Ngoại trừ hai đạo thần ma, ngay cả những thần ma đã tu luyện tà đạo cũng bị chấn áp, không thể không thần phục. Cô khí thế đế hoàng này chính là khí thế của Mục Tiên Thiên, hơn nữa còn là mẫu thể của nàng đã tới. Chỉ có mẫu thể của nàng mới có thể dung hợp ba đạo thần ma tà của vũ trụ cổ lão, là thủy tổ của ba đạo, cấu thành thế thân ma tà thái cực. Cô khí thế này thật sự là quá cường đại, cũng không thua kém thần vương thái cổ là bao nhiêu. Cộng thêm khí thế tiên thiên của tiên thiên thần ma, khiến cho khí thế của nàng có một loại khí khái cao cao tại thượng, độc bá thiên hạ. Dầm một tiếng, đám thần ma tới tham gia đại hội chư đế tương lai bên trong tổ đình thoáng quỳ xuống hơn phân nửa, tựa hồ đang cung nghênh vị đại đế này hàng lâm vậy. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đứng dậy cười ha hả, khí thế đột nhiên đại phóng, đế uy ngập trời, chấn áp tổ đình, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực nhẹ nhàng hơn một chút, lục tục cũng đứng dậy. Khí thế của hắn vô cùng trầm trọng, nâng khí thế đế hoàng của Mục Tiên Thiên lên, bình thản đạm mạc nói: "Tiên Thiên đạo hữu, ngươi đã sớm bãi miễn chức vụ thiên thừa tướng của ta, thừa dịp ta không có mặt tấn công tổ đình ta, hiện tại còn nhắc lại thiên thừa tướng làm cái gì? Đại hội hôm nay bất luận địch ta, mặc dù ta cũng là xưng đế, nhưng nếu Tiên Thiên đạo hữu đã tới, vậy chính là đạo hữu rồi, không cần giao ai phủ đầu làm gì. Đạo hữu xin mời ngồi." Một chiếc lô thuyền đế giá từ xa bay tới, vô số thần tướng kim giáp đi theo vây quanh chiếc đế thuyền kia, dừng sát bên ngoài tổ đình. Trên đế thuyền, Mục Tiên Thiên thoáng do dự một chút, nắm lấy tay một tiểu hài đồng, dẫn theo mấy vị cường giả trẻ tuổi đi xuống đế thuyền,
đi về phía thần ma Thái Cực Thành bên trên tổ đình. Đại hội chư đế tương lai lần này chính là cử hành trong thần ma Thái Cực Thành, vừa mới được xây dựng lại. Thần ma thiên hạ đều biết tổ đình chính là đệ nhất sát trận từ cổ chí kim. Bởi vì tránh hiểm nghi cho nên Trung Nhạc mới lựa chọn xây dựng lại thần ma Thái Cực Thành, tránh cho có chút tồn tại không dám tiến vào. Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên chắp tay hành lễ, phân chia chủ khách ngồi xuống. Trung Nhạc quan sát mấy người bên cạnh Mục Tiên Thiên đều là con cháu của Mục Tiên Thiên, do Mục Tô Ca dẫn đầu. Có thần tộc, cũng có cả ma tộc, hẳn là con cháu chân thân thần ma của Mục Tiên Thiên. Trong đấy cũng có mấy gương mặt trẻ tuổi, hẳn là sau khi Mục Tiên Thiên xưng đế cùng với phi tử nương nương trong hậu cung sinh ra, tư chất ngược lại cũng xuất chúng. Mục Tô Ca thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến lên, không người nói: Dịch tiên sinh. Tô Ca, không cần đa lễ. Trung Nhạc mỉm cười ôn hòa, lên tiếng nói: Ta đã từng là sư phụ của ngươi, bất quá hiện tại lại không giống với ngày xưa. Sau này cũng không nên lại xưng ta là tiên sinh nữa. Mục Tô Ca xưng vâng rồi đứng sang một bên. Trung Nhạc quan sát tiểu hài đồng mà Mục Tiên Thiên dắt tay kia, chỉ thấy tiểu hài đồng này niên kỷ tuy nhỏ, nhìn như 5-6 tuổi, thế nhưng cũng là một vị thần minh, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Hắn mỉm cười nói: Tiên Thiên đạo hữu, huyết mạch hài tử bên cạnh ngươi có chút kỳ lạ, xin hỏi là... Mục Tiên Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ tiểu hài đồng kia, lộ ra thần sắc chiều mến nói: Đây là con út của ta, thưa Trung đạo hữu, ngươi xem tư chất của nó như thế nào? Thiên tư bất phàm. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, mỉm cười nói: Thân mang thần huyết, ma huyết và tà huyết, có được ma đạo, thần đạo và ma đạo, là hài tử có thể kế thừa y bát của ngươi trong toàn bộ đám con cháu của ngươi được, là một hài tử không tệ. Hắn gọi là Bắc Đấu, là nhi tử mà ta yêu nhất kìa. Mục Tiên Thiên cười ôn hòa một tiếng nói: Hôm nay ta vốn hẳn không nên dẫn hắn tới võ hội, nhưng chúng ta đối địch với nhau, ta quả thật có chút kiên kỵ đạo hữu. Lần này dẫn hắn tới đây chính là để cho hắn và đạo hữu gặp mặt. Sau này nếu đạo hữu đã thắng ta, mong rằng đạo hữu có thể lưu lại một hắn cho hắn một mạng, không cần chém tận giết tuyệt. Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, vỗ tay một cái, phân phó thuộc hạ nói: Gọi hoàng thần tới đây. Cũng không lâu lắm, Trung hoàng thần đã tới, bộ dáng cũng chỉ là 5-6 tuổi, nói: Phụ hoàng. Trung Nhạc mỉm cười hòa ái, nói với Mục Tiên Thiên: Đây là con út của ta, Trung hoàng thần. Nếu như sau này Tiên Thiên đạo hữu đã thắng, mong rằng đạo hữu cũng có thể lưu lại cho hắn một mạng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người đều gật đầu, đủ loại không thoải mái trước đây đều tan thành cho bụi. Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên nâng cốc vui vẻ, giao lưu đạo pháp thần thông. Nói tới địa phương xúc động, cả hai bên đều là nhìn nhau mỉm cười. Ba người Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Tiên Nương Nương thì lại vây quanh Mục Bắc Đầu, một người tế khởi lục đạo thiên thư, một người tế khởi khí vận thiên thư, một người thì lại tế khởi nhân quả thiên thư, không ngừng tính tới tính lui. Hai tử này từ đâu mà tới vậy? Mặc Ẩn suy tính một hồi nói: Khí vận phi phàm, không phải là tướng nhiều mạnh, tương lai thành tựu không nhỏ. Không phải là con trai của chủ công. Thiên Tiên Nương Nương suy tính một phen rồi cũng lẩm bẩm: Ta còn tưởng là con trai của chủ công kìa. Bất quá ta tính ra hắn không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với chủ công cả. Lẽ nào đã bị chủ công mê muội nhân quả rồi sao? Cũng không đúng. Với tu vi hiện tại của ta, nếu như quả thật chủ công mê muội ta, ta cũng có thể tính ra hắn đã mê muội ta mới phải. Vân Quyển Thư dùng lục đạo suy tính, một lúc sau mới mỉm cười: Ta đã biết rồi, là bản thân nàng tự mình sinh ra. Mặc Cẩn và Thiên Tiên Nương Nương nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Ba vị quân sư uy chấn thiên hạ nhất thời châu đầu ghé tai bàn luận, thỉnh thoảng lại lướt nhìn Mục Bắc Đầu một cái. Thiên Tiên Nương Nương sợ hãi nói: Tự mình sinh con sao? Làm sao mới có thể sinh ra hài tử đồng thời có được ba loại thần huyết thần ma tà như vậy chứ? Mặc Cẩn liên tục gật đầu nói: Mục Bắc Đầu thân mang ba loại thần huyết thần ma tà, vừa vặn có thể làm được thái cực cân bằng, thần huyết ma huyết bổ sung lẫn nhau mà không quấy nhiễu lẫn nhau, đồng thời có được ba loại thần huyết, chẳng phải là... Sắc mặt của hắn nhất thời cổ quái, sắc mặt Thiên Tiên Nương Nương cũng trở nên cổ quái, đều cảm thấy có chút không thể tin nổi. Mục Tiên Thiên có ba chân thân, tự mình sinh con, sinh ra Mục Bắc Đầu, chẳng phải là ba thân đều xuất trận hay sao? Vân Quyển Thư lẩm bẩm: Cái này cũng không biết được, bất quá tồn tại như nàng bậc này cũng đã có thể ngang hàng với thần vương thế cổ, tu vi cao thâm khó dò.
có khả năng là lút rút ra một bộ phận thần huyết từ trong cơ thể mỗi một chân thân của chính mình, sử dụng thần huyết tạo hóa ra mục bắt đầu này. Mạc Cẩn cười lại một tiếng hỏi, người cảm thấy hài tử này giống như là do tạo hóa sinh ra hay sao? Nếu ngươi cho rằng như vậy, ta biểu thị vô cùng hoài nghi đối với nhãn quang của lão sư à. Vân Quyển Thư là đại đệ tử của Tiêu Giao Đế, Mạc Cẩn xếp thứ hai, Thiên Tý xếp thứ ba. Vân Quyển Thư cũng có chút xấu hổ, sợ muộn nói, bật quá, ba người cùng xuất trận thật sự là có chút ly kỳ. À, đây là đại hội chư đế tương lai, chúng ta hẳn là nên cộng rãi tập hợp trí tuệ, mở ra trí tuệ luân kìa, rồi kế thừa y bát của ân sư mới phải. Thảo luận những cái này có cái gì lạc thú đấy, thôi đi 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 xem một chút những tồn tại nào khác có khả năng trí tuệ thành đạo hay không đi. Thiên Tý nương nương thì lẩm bẩm, ta ngược lại cảm thấy thảo luận thân thế của tiểu A Nhi này cũng có lạc thú hơn mà. Kỳ đại hội chư đế tương lai lần này thanh thế long trọng, bách gia cùng xuất hiện, thần ma mở ra bí cảnh thứ 7 đã nhiều tới hơn 2.000 vị, các loại bí cảnh tầng tầng lớp lớp. Tới hậu kỳ đại hội, chư đế mở ra bí cảnh thứ 7 cũng lên tràng, lại càng lộ ra dị thải. Đám người như Bệ Ngạn Đế, Trác Long Đế, Ương Tôn Đế hay Huyền Kỳ Nhị Đế cũng đều nhao nhao lên đài luận đạo, thậm chí ngay cả Lôi Trạch Cổ Thần, Thần Hậu Nương Nương cũng đều lên đài luận đạo một phen. Tương Vương Cản Đô từ chối không được thịnh tình của Trung Nhạc, cũng chỉ đành lên đài luận đạo một phen. Những thần vương thái cổ này lên đài luận đạo tự nhiên dẫn phát một trận oanh động phi phàm, khiến cho tất cả mọi người đều có thu hoạch không cạn. Mà Táng Linh thần vương lên đài lại tạo thành oanh động còn mạnh mẽ hơn so với đám người Lôi Trạch, Thần Hậu. Táng Linh thần vương giảng đạo mặc dù cũng là bí cảnh thứ 7, thế nhưng bí cảnh của hắn không giống với bình thường, liên quan tới một chút ảo diệu của khu luân hồi thứ 7. Đối với khu luân hồi thứ 7, bất luận kẻ nào cũng biết được rất ít. Sau khi khu luân hồi thứ 7 mở ra, luân hồi táng khu đã chìm vào trong khu luân hồi thứ 7, trở thành một trong hai đại thánh địa của khu luân hồi thứ 7. Mà Táng Linh thần vương là thần vương viễn cổ, sinh ra từ luân hồi táng khu. Trong bí cảnh thứ 7 của hắn ẩn chứa một đạo diệu, một chút nào diệu của khu luân hồi thứ 7 cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng đối với những người khác, đây chính là những kiến giải vô cùng hiếm có. Cuối cùng, Mục Tiên Thiên đích thân lên tràng luận đạo. Quang luân thứ 7 sau đầu lúc thì biến thành bí cảnh nguyên tà, lúc thì biến thành bí cảnh nguyên ma, lúc thì lại biến thành bí cảnh nguyên thần, thể hiện ra phong thái của thiên đế, khiến cho người ta chật chật lấy làm kỳ lạ, vừa kính lại vừa sợ. Nàng nghiên cứu đối với thất đạo luân hồi cực kỳ sâu, đã viễn siêu hơn người khác. Hiển nhiên, nhiều lần đại hội chư đế tương lai diễn ra cũng khiến cho nàng tập hợp được không ít tin tức tình báo, dung hội thành một chỗ ở chỗ của nàng. Hơn nữa, nàng cũng nhận được không biết bao nhiêu kiến giải từ chỗ của tiên thiên thần đế và ma đế, cho nên tạo nghệ trên thất đạo luân hồi mới có thể thâm hậu như vậy. Mục Tiên Thiên giảng đạo hoàn tất, nhìn về phía Trung Nhạc, mỉm cười nói, đạo hữu, chấm cũng đã nói rồi, sao đạo hữu không lên nói một chút đi, chấm rất muốn luận cái cao thấp với đạo hữu kìa. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói, Tiên Thiên đạo hữu, tạo nghệ của ta trên thất đạo luân hồi xa xa không bằng sư huynh của ta, ta vẫn là không nên bêu xấu. Phong sư huynh, chư đế luận đạo, người cũng là đế, sao không lên thể hiện một chút thất đạo luân hồi hoàn chỉnh đi. Phong Hữu Trung chậm rãi đi tới, sau đầu từng đạo quang luân xoay tròn. Đạo quang luân thứ 7 vừa xuất hiện, nhất thời chiếu rọi vô số tinh tú, tinh đấu chư thiên, đại đạo thiên địa cộng minh, 7 đạo quán thông hòa làm một thể, tương đương tương hợp với đạo nhất sau đầu của hắn. Phong Hữu Trung khoanh chân ngồi xuống, nghiêm nghị nói, từ hôm nay trở đi, thất đạo luân hồi xác định, bí cảnh thần túc là chính tông, ta sẽ truyền đạo, quảng bá thiên hạ, trình bày với chúng sinh đạo pháp của ta. Ở phía dưới, chư đế tương lai vô cùng khiếp sợ, một vị đế quân đột nhiên khom người gọi một tiếng, sư huynh. Tất cả mọi người phía dưới đều khom người, chăm miệng một lời gọi một tiếng, sư huynh. Trong lòng Mục Tiên Thiên đại chấn, nhìn chằm chằm Phong Hữu Trung trên đài. Chính tông sao? Thất đạo luân hồi chính tông, vậy mà nhanh như vậy đã được xác lập rồi sao? Cái gọi là chính tông không phải là cái có uy lực mạnh nhất, cũng không phải là cái tinh diệu nhất, mà là cái dễ dàng học được nhất, dễ dàng mở rộng nhất. Hiện tại các thần ma mở ra bí cảnh thứ 7 có rất ít chủng loại tương đồng, chỉ có một số ít thần ma sư thừa tương truyền mới có bí cảnh thứ 7 tương đồng. Bí cảnh thứ 7 có nhiều chủng loại như vậy, cái nào mới là chính tông đây? Trước mắt tất cả mọi người đều còn đang mò mẫm, mà chư đế thượng cổ lại từ cuối thời đại địa kỷ đã bắt đầu lục lọi cho tới tận bây giờ,
nhưng thủy chung không ai có thể hoàn thành được thất đạo luân hồi hoàn chỉnh. Bất quá, chư đế thượng cổ cũng từng có suy đoán, tương lai thất đạo luân hồi chính tông rất có thể sẽ là nghĩa cảnh thần túc, mà hoàn thành hành động vĩ đại này hẳn sẽ là một vị tinh hà linh thể. Chỉ có bí cảnh thần túc mới là dễ học được nhất, dễ mở rộng nhất trong toàn bộ các bí cảnh. Đương nhiên, tinh hà linh thể và bí cảnh thần túc chỉ là một khả năng trong số đấy. Cũng còn có những khả năng khác nữa. Nếu có người nào đấy mở ra một loại thất đạo luân hồi khác, đồng thời hoàn thiện nó, truyền bá ra ngoài, vậy cũng có thể xuất hiện những thất đạo luân hồi khác. Nhưng cuối cùng lưu truyền xuống cũng chỉ có một cái, đó chính là cái dễ học được nhất, dễ mở rộng nhất. Những cái khó học được, khó mở rộng khác đều sẽ bị thời gian đào thải, dần dần thất truyền. Bất luận là không gian trụ quang của Trung Nhạc, hay là nguyên ma, nguyên tà, nguyên thần của Mục Tiên Thiên, hoặc là vạn đạo của Âm Phiền Huyên, Lôi Hoang của Lôi Trạch, toàn bộ đều sẽ bị đào thải. Bởi vì muốn tìm được một kẻ kế thừa phù hợp thật sự là quá khó. Cho nên suy đoán bí cảnh thần túc là chính tông này, cho dù là Trung Nhạc hay Mục Tiên Thiên cũng đều vô cùng tán thành. Nhưng hiện tại, bí cảnh thần túc và thất đạo luân hồi hoàn chỉnh đã được xác lập. Phong Hữu Trung khai đàn giảng pháp, diễn giải ảo diệu của thất đạo luân hồi. Chỉ thấy vô số tinh tú trong tinh không vũ trụ của lão bị pháp lực của hắn dẫn dắt, quần tinh dao động, nhao nhao đại phóng tinh quang không gì sánh nổi, hội tụ về phía hắn. Đó là một cỗ năng lượng vô biên vô tận. Phong Hữu Trung trưởng khống cỗ năng lượng này, lực lượng của toàn thể tinh không bị hắn dẫn động. Mỗi một cỗ động tác của hắn cơ hồ có uy năng khai thiên tích địa, khiến cho người ta hồi hộp và kính sợ. Phong Hữu Trung liên tiếp giảng đạo mấy năm đằng đẵng, ảo diệu của bí cảnh thần túc và thất đạo luân hồi vẫn chưa được hắn diễn giải hoàn toàn. Lục đạo luân hồi cũng đã được cực kỳ phức tạp, nhưng trình độ phức tạp của thất đạo luân hồi còn trên lục đạo luân hồi, hơn nữa còn là trên không biết bao nhiêu lần. Nghĩ muốn trong vòng mấy năm có thể diễn giải rõ ràng toàn bộ thất đạo luân hồi căn bản là không có khả năng. Từ điểm này cũng có thể thấy được, mặc dù bí cảnh thần túc là chính tông, là thất đạo luân hồi dễ học được nhất, dễ mở rộng nhất, thế nhưng trong toàn thể vũ trụ này có thể học được thất đạo luân hồi chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người. Ít nhất học được thất đạo luân hồi sợ rằng chỉ là một phần tỷ, thậm chí một phần vạn tỷ những kẻ học được lục đạo luân hồi mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là tình huống trước mắt. Nếu như tương lai hệ thống thất đạo luân hồi đạt được vô số hạng người tài trí thông minh hoàn thiện, tỷ lệ tu thành thất đạo luân hồi cũng sẽ để thăng thật lớn. Nhưng cho dù là vậy, có thể học được chỉ sợ cũng là một phần ức mà thôi. Có thể trưởng khống thất đạo luân hồi sẽ là tồn tại đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Một ngày này, Phong Hữu Trung đình chỉ giảng giải, một vị đế quân không người nói: "Sư huynh, lục đạo luân hồi dùng huyết mạch làm chính tông, huyết mạch luân đại biểu cho truyền thừa huyết mạch, là con đường linh hồn vãng sinh, vì vậy mở ra địa ngục luân hồi. Vậy thất đạo luân hồi là có tác dụng ở phương diện này hay không?" Vấn đề này hỏi cực kỳ cao minh, đám người nhao nhao nhìn lại, trong lòng nhất thời chấn động. Kẻ hỏi câu này lại là một vị tinh hà linh thể, cũng đã mở ra bí cảnh thần túc. "Thích Trưởng Canh." Mục Thiên Thiên thấp giọng nói, nàng đối với thế lực dưới trướng Trung Nhạc rõ như lòng bàn tay. Dưới trướng Trung Nhạc có hai tinh hà linh thể cũng đều đã được mở ra bí cảnh thần túc, một người là Canh Vương Gia Thích Trưởng Canh, là nhị đệ kết bái của Trung Nhạc, một người là Tinh Vương Gia Yêu Tinh Nguyệt, là em vợ của Trung Nhạc. Cả hai người đều từng đại phóng dị thải trong trận chiến tổ đình, khiến cho người ta phải chú ý. Phong Hữu Trung không nhanh không chậm nói: "Vấn đề này đợi thời điểm kỳ đại hội chư đế tương lai kế tiếp sẽ giảng thuyết với các vị. Đại hội lần này dừng lại ở đây, sư đệ." Hắn nhìn về phía Trung Nhạc, Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói với Vân Quyển Thư: "Tuyên Hịch Văn." Vân Quyển Thư sải bước lên đài, soạt một tiếng mở ra bảng vàng, ở ngay trước mặt Mục Tiên Thiên tuyên đọc hịch văn thảo phạt Mục Tiên Thiên. Trong hịch văn nổi giận quát mắng Mục Tiên Thiên hôn quân vô đạo, bạo ngược như hổ, khiến cho dân chúng các tộc lầm than không xứng làm thiên đế, lại mấy năm liên tục dâng lên chiến sự, khiến cho thần ma tử thương vô số, anh linh không chỗ nương tựa, chiến hồn không ai tế tự. Rồi lại mắng chửi Mục Tiên Thiên cấu kết tiên thiên ma thần, chèn ép sinh linh hậu thiên, xem sinh linh hậu thiên như gia súc, huyết tế vô số, nuôi nấng tiên thiên ma thần vô cùng tàn bạo. Lại đề cập Mục Tiên Thiên tai họa thiên hạ, cướp đoạt tuấn nam mỹ nhân bổ khuyết cho hậu cung, thiếu nam thiếu nữ các tộc bị mạnh dạn mạnh mẽ kéo vào hậu cung tạo ngộ dằn vặt mà chết vô số. Lại tuyên dương sự nhân đức của Trung Nhạc, Trung Nhạc không thể nhẫn nhịn sự áp bách của Mục Tiên Thiên, dựng cờ khởi nghĩa tranh thủ cho các tộc một mảnh tiền đồ,
để cho các anh linh chiến tử có chỗ nương tựa. Từ khi Mục Tặc đăng cơ xưng đế cho tới nay đã tiêu diệt 653 chủng tộc, vạn tộc vũ trụ có thể chịu đựng hắn dày vò bao lâu nữa đây? Các tộc thiên hạ căng căng thẳng thắng, chẳng biết lúc nào sẽ có tai ương ngập đầu. Mục Tặc thiên nộ dân oán, Đế Nhạc dựng cờ khởi nghĩa tự mình thay thế, nguyện anh kiệt các tộc thiên hạ hưởng ứng cùng nhau thảo phạt Mục Tặc. Vân quyển thư đọc xong treo bảng vàng, hịch văn lên giữa không trung, cao giọng nói: Chư quân, phàm là trợ giúp tổ đình ta, tương lai đều sẽ là khai quốc công thần, cắt đất phong vương, phúc ấm con cháu. Dứt lời, hắn chậm rãi xuống đài. Trong cường giả các tộc phía dưới, đột nhiên có người lớn tiếng nói: Là Đế Nhạc nhân từ hay là Mục Tặc nhân từ đây? Là Đế Nhạc nhân từ, Đế Nhạc nhân từ. Tự nhiên là Đế Nhạc nhân từ rồi. Mục Tặc ba lần xây thiên đình, siêu cao thuế nặng, khiến cho chúng ta khổ không thể tả. Mục Tặc ba lần dâng chiến sự, ba lần bại trận, Đế Nhạc chính là bách chiến bách thắng kìa. Mục Tặc xung tỷ tỷ ta vào hậu cung, tỷ tỷ ta liền chết rồi. Mục Tặc giết thần tử có công, Tử Quang quân vương, Viêm Hoàng công lao ngất trời, đều bị nàng độc sát cả. Đế Nhạc công lao cái thế, bị nàng lưu đẩy tới vũ trụ cổ lão, sau đó lại gán cho danh tiếng mưu phản, cắt chức kìa. Nghe đến đây, sắc mặt Mục Tiên Thiên đã tái nhợt, theo tiếng nhất nhất nhìn lại, cười lạnh không thôi. Đám người dẫn đầu tranh cãi ở Mỹ kia đều là mấy gã đại tướng dưới trướng của Trung Nhạc, thậm chí ngay cả cái tên gà mờ Phù Lê kia cũng trộn lẫn vào trong đấy, lớn giọng thao thao, thao túng tình cảm quần chúng, chụp chậu phân cho chính mình. Bất quá, nàng quả thật cũng có chậu phân có thể chụp được, có chút hành vi quả thật hắc ám, dễ dàng bị người khác bắt giữ bím tóc. Trung đạo hữu, đại hội chư đế tương lai này quả thật đặc sắc phi phàm, mà thanh sắt uy bổng này cũng đánh thật đủ ngoan độc à. Mục Tiên Thiên nhìn về phía Trung Nhạc bên cạnh, cười lạnh một tiếng nói: Đại hội vừa kết thúc, ngươi ngược lại cho chấm một trận sát uy bổng, quả thật đủ âm hiểm. Trung Nhạc vạn phần chân thành nói: Tiên Thiên đạo hữu, nếu ngươi chủ động thoái vị, nhường ra đế vị, hai chúng ta vẫn là bằng hữu của nhau, ta tuyệt sẽ không động ngươi chút nào. Vợ con của ngươi, ngươi có thể toàn bộ mang đi. Tương lai thiên hạ này cũng có một chỗ đặt chân của ngươi kìa. Ngươi nghe ta khuyên một câu, ngươi đấu không lại ta, mạnh mẽ đấu với ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Thiên Thiên liên tục cười lạnh, Trung Nhạc than thở: Ngươi còn nhớ rõ năm xưa vì sao ngươi muốn trở thành thiên đế hay không? Ngươi đã xưng đế, hàng phục xong thần đế và ma đế, hoàn thành tâm nguyện trong lòng. Có thần ma nhị đế tương trợ, hắc đế cũng không dám làm gì ngươi. Tương lai hoàn toàn có thể thành tựu đạo thần. Ngươi lùi xuống một bước, ta trong lòng cảm kích, tự nhiên sẽ... Cái loại tư vị quyền lực này, chưa nếm qua vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Sau khi nếm qua rồi, cũng sẽ không buông bỏ, xuống được nữa đâu. Mục Tiên Thiên đứng dậy, lạnh lùng cắt lời của Trung Nhạc. Nàng lên tiếng nói: Chấm đã ngồi lên đế vị, cũng sẽ không xuống được nữa rồi. Về phần sơ tăng năm xưa như thế nào, chấm đã quên mất rồi, không còn một mảnh. Huống hồ, ngươi là phục hy, mà năm xưa ta từng chấn áp qua vô số phục hy. Ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi nói chấm đấu không lại ngươi sao? Chấm hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi cá chết lưới rách kìa. Nhượng bộ ngươi, chấm làm sao có thể thành tựu đạo thần được? Nàng chắp hai tay sau lưng, thân thể vĩ ngạn, đế uy trên người càng lúc càng khủng bố, thanh âm càng lúc càng vang dội, hoàn toàn áp qua ồn ào náo động ở phía dưới. Thiên nộ dân oán sao? Chấm được thiên quan tâm, chính là thiên đế đã định sẵn rồi, ở đâu ra thiên nộ đấy? Hai vạn cường giả phía dưới bị nàng ép cho nửa chữ cũng không nói ra được khỏi miệng. Đế uy trên người Mục Tiên Thiên càng lúc càng mạnh. Đúng lúc này, vũ trụ của lão đột nhiên bạo phát một trận sao động. Trong vũ trụ có từng cỗ chấn động khó hiểu truyền tới, loáng thoáng như là thanh âm tế tự của vô số chúng sinh. Vô số thanh âm nối liền lại với nhau, tựa hồ như đang tế tự cùng vị tồn tại. Tiếp theo đấy, đại đạo thần ma của vũ trụ của lão cũng đột nhiên sôi trào. Hai kẻ thống trị thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão vào khoảnh khắc này dường như cũng đã khom lưng, cũng đang tế tự vị tồn tại kia. Sắc mặt của đám người Lôi Trạch cổ thần, thần hậu đương nương, tương vương và Cản Đô thần vương cùng với chư đế cũng đều đại biến. Lôi Trạch thất thanh nói: Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế vậy mà xuất lĩnh thần ma của vũ trụ cổ lão tế thiên sao? Sao lại trả đạp chính mình như vậy?
Ở bên ngoài tổ đình, vô số tinh tú chấn động, tựa hồ có một bóng mờ thật lớn đang lưu động trong tinh không, nhanh chóng mà tiến về phía này. Tiếp theo đấy, thiên khung trên không trung thần ma Thái Cực Thành càng lúc càng hạo hãn, thâm thúy. Thiên khung đang lưu động mà thanh âm tế tự kia cũng đột nhiên trở nên vô cùng to rõ, tựa hồ là từ trên thiên không mà truyền xuống. Vô số đạo thanh âm trọng điệp lại với nhau, đinh tai nhức óc, ca tụng sự vĩ ngạn, quảng đại của thiên. Thiên chính là không gì không biết, không gì không làm được. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên thiên không xuất hiện một đạo vết thương to lớn mà hẹp dài. Đạo vết thương kia đang không ngừng khép lại, cột máu từ trên thiên không chảy xuống cũng dần dần được thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát, cái khe hẹp dài trên bầu trời kia đã khép lại, vết thương biến mất, không thấy đâu nữa. Tiên Thiên đạo hữu, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Trung Nhạc không khỏi lẩm bẩm. Mục Tiên Thiên cười ha hả, thản nhiên nói: ta tự nhiên là biết rõ, đó là ta đã thắng, là ngươi đã chịu thua rồi. Ngươi sẽ thất bại thảm hại, không có nửa điểm phần thắng đâu. Chấm vẫn là... không, ngươi sai rồi. Trung Nhạc lạnh nhạt cắt ngang lời nói của nàng. Hắn nói: Tiên Thiên đạo hữu, ngươi mời thiên tới trợ giúp ngươi chỉ là tạo ra cho ta một chút chướng ngại nho nhỏ mà thôi. Ngươi về đi, ta hiện tại sẽ không động thủ giết ngươi. À đúng rồi, ngươi để cho thần ma nhị đế đi tới vũ trụ cổ lão tổ chức tràng đại tế này. Xảo huyệt trống rỗng, ta đã nhân cơ hội này đánh hạ thiên đình của ngươi. Thiên đình của ngươi tại Tử Vi đã bị ta săn bằng rồi. Trong lòng Mục Tiên Thiên đại chấn, vội vàng lấy đồ đằng thần trụ ra tiến hành liên lạc với thiên đình. Trung Nhạc không để ý tới nàng nữa, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung đang nhúc nhích kia, cất cao giọng nói: Thiên, ngươi muốn tái chiến một trận ở nơi này với ta hay sao? Nếu không muốn, vậy thì... Hắn lạnh lùng nói: cút ngay. Bầu trời bằng phẳng, nhưng có một loại thiên uy hùng hồn lan tỏa. Đó là uy nghiêm của thiên ở trạng thái hoàn chỉnh. Cuối cùng, hắn cũng đã hồi phục trạng thái đỉnh phong trước kia. Tế tự Tiên Thiên Thần mạnh nhất sinh ra do hậu thiên sinh linh tế tự, thể hiện mặt cường đại, tuyệt luân của hắn, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực khó tả. Trời xanh động nộ, lôi đình đầy trời khiến ai cũng cảm giác như có thiên kiếp giáng xuống. Phục hy, trừ phi ngươi mãi mãi không rời tổ đình, nếu không ngươi sẽ chết kìa. Bầu trời chậm rãi lưu động rồi biến mất. Trung Nhạc cười: không dám vào trong, chỉ dám buông lời đe dọa. Thiên, ngươi đã hồi phục trạng thái đỉnh phong thì không cần phải sợ nữa rồi. Mục Tiên Thiên lúc này đã liên hệ với thiên đình, sắc mặt bỗng tối lại. Nàng ta biết được tin là vào khoảnh khắc Phong Hữu Trung giảng về thất đạo luân hồi ở trên đài, cũng chính là 10 năm trước, Trung Nhạc đã dẫn đại quân đột nhiên xuất hiện ở thiên đình, đánh sập thiên đình rồi. Văn võ ba quan trên thiên đình chỉ chạy thoát được 100 vị đại tướng, tàn binh bại tướng 100 vạn người, còn lại không phải bị giết thì là đầu hàng. Hậu cung của Mục Tiên Thiên, vợ con già trẻ, toàn bộ đều bị bắt, không một ai chạy thoát được. Trận chiến này, thiên đình gần như bị quét sạch sẽ. Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn, 16 vị thiên vương chỉ thoát được Vô Kỵ Thiên Vương. Các viện, các điện, các vệ, các chủ, các thủ, các tư, các phủ, các phó và chư thiên tinh tú, tinh đấu trong thiên đình, thương vong nghiêm trọng, bị Trung Nhạc dẫn theo đại quân công phá với thế như trẻ tre. Thiên đình đã liên lạc với thiên đế bệ hạ không chỉ một lần, thế nhưng đồ đằng thần trụ luôn không liên lạc được, còn tưởng thiên đế đã bị hại. Mục Tiên Thiên sắc mặt tím tái, vị thần quan kia tiếp tục báo cáo: thần dẫn theo tàn bộ chạy về đế tinh, nhưng sau 100 ngày nghịch tặc xuống đế tinh, trung ương thị đầu hàng đầu tiên. Nửa năm sau đến các tộc ở đế tinh, phục kỳ thị hạ lệnh đế tinh các tộc rời đi. Đế tinh các bộ đã rời khỏi đế tinh tới vũ trụ cổ lão từ 5 năm trước rồi. Mục Tiên Thiên sắc mặt đại biến, vị thần quan kia tiếp tục nói: sau khi đế tinh các tộc rời khỏi đế tinh, phục kỳ nghịch tặc phá hủy đế tinh tan thành cho bụi, cắt đường rút của những đế tộc kia. Giờ những đế tộc kia không còn đường lui, phải nghe theo lời của hắn, tới định cư ở vũ trụ cổ lão rồi. Thần chỉ e đế tinh các tộc khó lòng thoát được bàn tay của hắn ta. Mục Tiên Thiên hít sâu một hơi, nhìn Trung Nhạc bên cạnh: hắn ở ngay bên cạnh ta, vậy thì tên phục kỳ thị ở Tử Vi Thiên Đình và đế tinh là ai đây? Trung Nhạc nhìn nàng ta mỉm cười, thản nhiên tự đắc. Mặc nàng ta tiếp tục hỏi thông tin, Mục Tiên Thiên trầm giọng: thiên đình bị công phá, Bích Lạc Cung thì ở đâu? Tại sao Bích Lạc Cung không phản kháng vậy? Vị thần quan kia vội vàng nói:
Bích Lạc Thiên Sinh và Thiên Ngục Chi Chủ đúng là có dẫn quân ứng chiến, thế nhưng Phục Hy Nghịch Tặc binh mạnh, ngựa lớn, đánh vào trong thiên đình ta đều là quân tinh nhuệ cả. Cái tên Phục Hy Nghịch Tặc này còn cường hãn đáng sợ hơn kìa. Một đòn khiến cho Bích Lạc Thiên Sinh và Thiên Ngục Chi Chủ thua liền xiếng, buộc phải bỏ chạy. Sao? Một đòn đã khiến cho Bích Lạc Thiên Sinh và Thiên Ngục Chi Vương thất bại sao? Thiên Ngục Chi Chủ và Bích Lạc Thiên Sinh nắm giữ thiên đạo chi báo là thiên ngục và thiên phạt. Thực lực của họ có thể kháng cự lại bậc thái cổ thần vương như là Nguyên Nha. Hắn làm được điều đó hay sao? Mục Tiên Thiên khóe mắt giật giật, thở ra một hơi khí độc lạnh băng nói: Thiên đình ở phía nam, Thái Phổng Đế trấn thủ từ cổ đại thông đạo, tại sao không thông báo cho ta tên nghịch tặc đánh lén Tử Vi vậy? Còn cả Lung Điệt trấn thủ Phục Tương Quan, tại sao không chuyển tin tới? Tên nghịch tặc đó đi đường nào đấy? Bẩm bệ hạ, vị thần quan kia chần chừ một lát ấp úng nói: Thái Phổng Vương gia và Lung Điệt nương nương bọn họ đã đầu hàng Phục Kia nghịch tặc lâu rồi. Hắn ta dẫn loạn đảng công phá thiên đình, họ cũng nằm ở trong đấy. Tử Vi Tứ Ngự Đế chỉ có Vũ Uy Đế là không đầu hàng, thế nhưng chị e không giữ được bao lâu nữa rồi. Mục Tiên Thiên choáng váng, nghiến răng ken két, suýt nữa thì đã thổ huyết. Thái Phùng và Lung Điệt lại phản bội chấm sao? Uổng cho chấm toàn tâm toàn ý đối xử với chúng như vậy. Chúng lại như tiên khốn ăn cây táo, rào cây sung kiều chúng. Còn Trường Sinh Đế thì sao đây? Trường Sinh Đế thì không rõ tung tích. Thần còn nghe nói 3 năm trước Phục Kỳ nghịch tặc đoạt chấn thiên quan, đánh tới Tiên Thiên Cung, dọc đường hàng phục các tộc như là cự linh đề đỉnh. Mục Tiên Thiên trước mắt tối sầm, thở mạnh tới mức ngực lên xuống phập phồng. Một lúc lâu sau mới ổn định lại tâm thần, trong lòng thê lương. Tử Vi tinh vực đã mất hoàn toàn. Nàng ta nhìn Trung Nhạc, hắn vẫn mỉm cười, nhấc cấm trà rót cho nàng một cốc, rồi cười nói: Tiên Thiên đạo hữu, uống trà đi thôi. Mục Tiên Thiên cầm chén trà lên, nhưng không vững, chén rơi xuống đất. Nhưng chất lượng đúng là tốt, không bị vỡ, rõ ràng là một món thần binh. Trung Nhạc lệnh cho người ta lấy một bộ ấm trà khác, rồi lại rót trà. Mục Tiên Thiên nhìn hắn, đột nhiên nói: Thỏ khôn đảo bá hang, chấm cũng từng dùng kế này, ly gián Đế Minh và Đế Hậu, khiến Đế Hậu ra tay giết Đế Minh, loại bỏ một cường địch cho ta. Người dụ ta tới, còn bản thân thì nhân lúc thiên đình trống rỗng đánh lén, đoạt mất thiên đình. Người không thể đi qua từ cổ đại thông đạo và thần thành tứ chín mà không kinh động ta được. Vậy thì chắc chắn đã sớm lôi kéo Lung Điệt và Thái Phùng. Muội muội, đệ đệ kết bái của ta 6 người, Dực Thiên Quân chết trong tay Phong Sư Huynh, 3 người khác bị người lôi kéo. Chỉ còn Ma Lăng là không phản bội, người đúng là độc ác mà. Trung Nhạc mỉm cười: Đế Lăng Đế Quân đã đầu hàng rồi, là Thái Phùng và Lung Điệt đích thân khuyên hàng. Mục Tiên Thiên khóe mắt co giật, bảy huynh đệ chỉ còn lại mình nàng ta. Điều khiến cho ta khó hiểu là ngươi làm như thế nào mà thỏ khôn đảo ba hang được? Nàng ta liền chuyển chủ đề: Khi ngươi đón chấm khí thế đụng độ với ta, ta cảm giác chiến lực của ngươi không hề thua kém ta chút nào. Ngươi chắc chắn là chân thân, vậy thì Trung Sơn Thị ở Tử Vi kia, thực lực hắn mạnh như vậy, hắn có thể là ai được đây? Hắn không phải Cổ Nhạc, Cổ Nhạc đã chết rồi, chấm tận tay giết hắn, còn kẻ khác thì không có trí tuệ và dũng lực đó được. Trung Nhạc mỉm cười mà nàng ta uống trà nói: Tiên Thiên đạo hữu, khi ta nghênh đón đúng là chân thân, nhưng khi các lôi trạch cổ thần xuất hiện, ta đã rời đi một lúc rồi, khi đó đã đổi thành ta rồi. Chân thân của ta dẫn đại quân đã chuẩn bị từ lâu trước khi tiến về Tử Vi. Từ cổ đại thông đáo, thần thức của ta phóng ra để cho Thái Phùng cùng ta trở về thần thành thứ 9. Lung Điệt về cùng với ta, trên đường không kinh động bất cứ một ai cả, trực tiếp dẫn binh tới thiên đình. Mục Tiên Thiên ánh mắt lóe tinh quang, nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn nhìn ra thực hư của hắn, giọng có phần khàn đi: Vậy ngươi là ai? Ta là Dịch Quân Vương, Dịch Tiên Sinh. Trung Nhạc uống trà rồi cười nói: Chỉ có Dịch Quân Vương, Dịch Tiên Sinh mới có thể khiến cho bệ hạ không nhận ra bất cứ sơ hở gì. Đến khi Phong Sư Huynh đăng đài, thân tâm của bệ hạ bị Thất Đạo Luân Hồi thu hút, càng không nhìn được bất cứ điều gì cả. Khoảnh khắc Phong Sư Huynh đăng đài thì tâm thần bệ hạ đã loạn rồi. Ta nhân lúc đấy phong tỏa tổ đình, khiến thân đình không thể liên hệ với bệ hạ được. Cùng lúc đó đại quân của ta tiến vào thiên đình, thời gian căn vừa chuẩn, không lệch một phút nào cả. Dịch Tiên Sinh sao? Trung Sơn Thị, Cổ Nhạc sao? Mục Tiên Thiên cảm giác đau đầu, lấy tay đỡ chán, có chút chưa thích nghi được.
Tử Vi sở dĩ thất thủ nhanh như vậy, chỉ có ta thì chưa đủ, nên ta dẫn theo tam đại quân sư. Trung Nhạc, Hàn Tiếu nói: Vân quân sư làm hỗn loạn lục đạo, che khuất thiên cơ, khiến cho thiên không thể suy đoán được động tĩnh của ta, không thể dự báo đại kiếp thiên đình. Thiên tiên nương nương, quân sư đánh động nhân quá, khiến cho đế tinh các tộc đầu hàng nhanh, còn mặc quân sư thống soái đại quân, nắm giữ đại cục, khi đó ta mới có thể dễ dàng chinh phạt các quân thiên đình được, nghênh chiến Bích Lạc Tiên Sinh và Thiên Ngục Chi Chủ. Chén trà trên tay Mục Tiên Thiên rắc một tiếng vỡ tan, bị nàng ta bóp nát. Trung Ngạc lại lấy ra cái chén khác cho nàng ta, rồi lại rót trà. Tiên Thiên đạo hữu, sau khi ta săn bằng thiên đình, hủy diệt đế tinh, mình chia làm bốn đường: Vân quân sư, Thiên Ti quân sư, Mặc Cẩn quân sư, mỗi người dẫn một nhánh đại quân tiến về tứ ngự đế thiên đình. Mỗi đường đều có 5 vị đại đế tọa chấn, còn ta dẫn một nhánh quân tới Đông Thiên thiên đình thì gặp Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế không dám gặp ta, đã tự bỏ chạy, rồi ta tiếp quản Đông Thiên thiên đình. Sau đó bốn đường tập trung lại, dọc đường các đại thần tộc, ma tộc lần lượt thần phục Tử Vi, từ đó thuộc về ta sở hữu rồi. Mục Tiên Thiên bóp chặt chén trà, tay run lẩy bẩy. Trung Nhạc mỉm cười: Lúc này ta đã thông báo cho Phục Hy ở thế ngoại chi địa, ở đó cũng có bố trí của ta. Hai vị đại đế của Phục Hy thị có thể dễ dàng loại bỏ mọi phản đồ, đánh ra thế ngoại chi địa. Tiên Thiên đạo hữu, tiếp theo chính là lúc chúng ta phân cao thấp ở vũ trụ cổ rồi. Tử Vi đã không còn chỗ đứng cho ngươi được nữa rồi. Mục Tiên Thiên hít sâu một hơi, ngực phập phồng mãnh liệt. Trung Nhạc thở dài: Tiên Thiên đạo hữu, ngươi không đấu lại được ta, từ ban đầu đã không đấu lại rồi. Ta chưa từng coi ngươi là kẻ địch. Kẻ địch của ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, lợi hại hơn rất nhiều, cũng giàu hoạt hơn ngươi nhiều. Giờ ngươi rút lui vẫn còn kịp, còn không đến nỗi bị chết đâu. Mục Tiên Thiên lạnh băng nhìn hắn: Ngươi biết không, ta muốn dẫn hàng vạn đại đế săn bằng thời đại thần ký, lại bỏ mọi ung nhọt đen tối. Đạo hữu đừng chặn đường ta, nếu chặn thì ta đành phải đánh săn bằng thôi. Trung Nhạc tiếp tục hắng giọng nói: Đạo hữu mời uống trà. Mục Tiên Thiên đưa chén trà lên môi, thấy trà đã nguội nhưng nàng ta vẫn uống cạn, rồi đặt chén trà xuống. Chấm vẫn chưa thua, chấm vẫn còn vũ trụ cổ. Trung Nhạc nửa cười nửa không nói: Người có thấy những vị tuấn kiệt kia hay không? Mục Tiên Thiên hơi khựng lại. Trung Nhạc nói tiếp: Những vị tuấn kiệt này đều sẽ là binh lực của ta. Bệ hạ, thiên đình đại quân của ngươi đã không còn nữa rồi, còn đại quân thần ma ở vũ trụ cổ thì cũng đã tàn rồi. San bằng vũ trụ cổ với ta mà nói sẽ khó lắm hay sao? Mục Tiên Thiên lòng càng ngày càng lạnh băng, đột nhiên cười: Chấm là tiên thiên thần thánh, ngươi chỉ là một hậu thiên sinh linh nhỏ nhoi đáng thương, xứng nói thắng bại với chấm hay sao? Nực cười, đúng là nực cười. Chấm có thể thua một lần, cũng có thể là 2-3 lần, thậm chí là vô số lần, thế nhưng cuối cùng chấm vẫn sẽ thắng thôi. Còn ngươi chỉ cần thua một lần là sẽ chết, chết hoàn toàn kìa. Nàng ta đứng dậy, ánh mắt lóe tia thần quang, khí tức lay động. Phục Hy Trung Sơn thị, người muốn chiến thì chấm sẽ chiến với ngươi vậy. Nói rồi nàng gọi mấy người Mục Bắc Đầu, Mục Tô Ca rồi rời bỏ đi. Trung Nhạc đứng dậy đưa tiễn, Mục Tiên Thiên không quay đầu lại, đế thuyền liền rời đi. Có thể thua vô số lần sao? Trung Nhạc lắc đầu, khẽ xoa đầu Trung Hoàng Thần, nói nhỏ: Mục Tiên Thiên, trước mặt ta ngươi chỉ cần thua một lần là chết chắc rồi, vì ta đã thông qua huyền tấn tinh vực tính được ra tiên thiên huyền tấn thánh địa của ngươi ở đâu rồi. Nếu ngươi còn ngoan cố, ngày chúng ta quyết chiến cũng là ngày ngươi phải chết kìa. Trung Hoàng Thần từ khi còn nhỏ, từ khu vực thứ 7 của luân hồi lưu lạc tới huyền tấn tinh vực, mà tiên thiên huyền tấn thánh địa chính là trung tâm của huyền tấn tinh vực. Mục Tiên Thiên sinh ra ở đấy, sau đấy cắt huyền tấn thánh vực khỏi tinh vực, dùng đoạn kiều thần thông giấu tinh vực đi. Với kẻ tinh thông thiên đạo thiên số như là Trung Nhạc thì từ sự vận hành của các ngôi sao, suy đoán nhân quả, tinh lực, đại đạo giao cảm, tính ra nơi giấu tiên thiên huyền tấn thánh địa cũng không khó. Vì thế với hắn, Mục Tiên Thiên không có cơ hội để mà vùng dậy, chỉ cần chết một lần là sẽ chết thật sự, tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. Tại thế ngoại chi địa, thiên hà đã biến mất hoàn toàn, nhưng thế ngoại chi địa vẫn lơ lửng ở thế ngoại, trên không tới trời, dưới không tới đất, không nối liền với bất cứ không gian nào của Tử Vi. Đây là không gian thời gian mà thượng cổ đại thần thông giả và một số cường giả thời thượng cổ cùng phong ấn, không nối liền với Tử Vi,
không nối với vũ trụ cổ cũng như bất cứ thế giới nào của lục đạo giới. Năm đấy tộc trưởng Phục Hy là Phong Thường Dương chạy khắp nơi cầu cứu mới có được thế ngoại chi địa này cho Phục Hy thần tộc và những phản đồ có công lao lớn định cư không bị nguyền rủa. Đế tinh bị Trung Nhạc phá hủy, thiên đình cũng bị Trung Nhạc rút sạch, mấy tòa thiên hà chi châu cũng biến mất. Bàn Kê Thị đã rời đi từ khi Mục Tiên Thiên đăng cơ, rời khỏi thiên hà chi châu. Giờ ở đây chỉ còn có thế ngoại chi địa vẫn bị trùng trùng sương mù bao trùm. Cho dù bên ngoài có đánh giết tới long trời lở đất như thế nào thì thế ngoại chi địa vẫn là an bình. Các tượng cổ thần thông giả sống bình thản, yên bình và dưỡng lão. Chỉ là cho dù ở đây không có tranh giành, nhưng đại đế già như Phục Mi cũng không khỏi có suy nghĩ khác, luôn luôn hoài niệm thế giới đa sắc bên ngoài. Nằm đấy, vì trừ bỏ Phục Hy thần tộc chúng ta đã lập được đại công hiển hách như thế nào đây? Một vị lão tộc phẫn nộ nói, nếu không có chúng ta tiềm phục trong Phục Hy thần tộc ngầm truyền tin thì Phục Hy thần tộc có thua nhanh như vậy hay không? Nhiều Phục Hy chết trong tay chúng ta như vậy mà chúng ta lại bị nhốt ở nơi đây. Thế giới đa sắc bên ngoài không liên quan tới chúng ta, đúng là thưởng ác phạt thiện. Một vị lão ẩu khác cười khẩy, những tên đó khi chiến thì để chúng ta vào sinh ra tử, đến khi đại chiến kết thúc rồi thì lại nhốt chúng ta ở đây để cho chúng ta không làm mất mặt chúng, cho chúng sinh biết chúng đã dùng thủ đoạn xấu xa như thế nào. Chúng phải duy trì vẻ đẹp đạo mạo thần thánh, đương nhiên không thể để cho chúng sinh biết được, không thể để cho chúng ta ra ngoài nếu lăng linh tinh để không làm những chuyện xấu xa của chúng bị bại lộ. Một vị lão tộc vẻ đầy chính khí quát lớn, nhốt chúng ta ở đây thì khác gì nhốt vào trong nhà lao đâu, ngày nào cũng ở nơi khỉ ho cỏ gáy này, bảo chúng ta chơi con cháu mình hay sao? Đúng là khốn kiếp mà. Đi, đi tìm Phục Mi sư huynh, dù thế nào chúng ta cũng phải ra ngoài sung sướng một trận. Chư vị lão tộc phẫn nộ khó kìm nén tìm tới Phục Mi lão tổ. Phục Mi lão tổ lạnh lùng nhìn họ, tất cả đều run như cây sấy, không dám nói gì. Phục Mi lão tổ chậm rãi uống trà, từ tốn nói, các người muốn đi ra ngoài sung sướng sao? Ta cũng muốn, nhưng ngoại giới không như trước kia. Ngàn năm trước có Phục Hy mới xuất thế, giết Phong Trấn lão tổ. Giết Phong Trấn lão tổ trước mặt các ngươi, lẽ nào các ngươi quên rồi hay sao? Chư vị lão tổ nhìn nhau, một lão giả lấy can đảm nói, tên Phục Hy đó chắc chắn đã bị cường giả ngoại giới giết chết rồi. Những vị cao cao tại thượng đó lẽ nào lại cho hắn sống tới bây giờ đây? Phục Mi lão tổ lắc đầu, chưa biết chừng, hắn canh ngay ở bên ngoài, đợi chúng ta ra ngoài là giết kìa. Giờ chúng ta không biết chút gì về ngoại giới cả, chi bằng ai đó trong các ngươi ra ngoài thăm dò trước đi. Lại một lão ẩu cười khẩy, Phục Mi lão tổ, ngươi gan càng ngày càng nhỏ rồi đấy, chỉ một Phục Kỳ nhỏ nhoi đã dọa ngươi thành thế này rồi sao? Phục Mi lão tổ tát lão ẩu đấy một cái, rồi cười khẩy, ta sợ hắn sao, đúng là nực cười, cẩn tắc vô ấy nấy. Nếu không có ta ở lại đây, chỉ dựa vào đám giả nua các ngươi thì có đấu lại được Phong Kỳ Khai hay không? Có chấn áp được Phong Thường Thái hay không? Nếu như lão tử không thấy các ngươi đáng thương thì đã đi lâu rồi kìa. Lão kia bị tát đại nộ, mái tóc bạc rối loạn chửi bới, Phong Kỳ Khai chỉ là một tên sâu diệu, Phong Thường Thái là tên điên, cần ngươi chấn áp hay sao? Ngươi chính là ham sống sợ chết kìa. Tất cả còn đang tranh cãi, đột nhiên một luồng bất diệt thần thức mạnh mẽ từ thiên ngoại ập tới, xuyên qua tầng tầng sương mù, từ phía trên thế ngoại chi địa nặng nề rộng lớn. Phục Hy thị Phong Kỳ Khai, Phong Thường Thái, đương kim tộc trưởng Phục Hy, Trung Nhạc kêu gọi các ngươi. Luồng thần thức khủng bố đó cuồn cuộn tựa sấm lướt qua bầu trời thế ngoại chi địa, khiến cho Phục Mi lão tổ bọn họ không khỏi nổi da gà. Đột nhiên một vị lão giả tỉnh ra hét lớn, Phong Kỳ Khai câu kết với ngoại thắc, dám mưu phản, hắn thật sự chán sống rồi hay sao? Hắn là một đế quân, cả ngày uống rượu mua vui, lại dám mưu đồ bất chính sao? Lão ẩu bị tát vừa rồi chống mạnh cây gậy xuống đất, cười khẩy, đi, đi trừ bỏ hắn ta, để hắn thả tên điên kia ra thì muộn rồi. Phục Mi lão tổ nghĩ tới Phong Thường Thái, không khỏi dùng mình, đi, đi giết hắn, muộn tất sinh loạn. Tất cả đều tràn về hướng tộc trưởng đại điện. Thế nhưng lúc này lại thấy thiên tượng đại biến, các đạo ánh sáng rực rỡ từ khắp nơi trong thế ngoại chi địa bay lên vô cùng hoa lệ. Cửa tộc trưởng đại điện thì mở ra, các vị Phục Hy thần nhân đích hệ của Phong thị đứng sừng sững hai bên đại điện,
coi như không thấy bọn Phục Mì lão tổ đang lao tới. Chính giữa đại điện, Phong Kỳ Khai đang ngồi nghiêm trang, cung kính bái lạy bài vị của trên điện. Những bài vị đấy là của liệt tổ liệt tông của Phong Thị. Ở đây vốn dĩ không thờ cũng liệt tổ liệt tông Phong Thị. Dù sao, những kẻ phản đồ kia chiếm thế thượng phong ở thế ngoại chi địa. Nhưng giờ, linh vị của liệt tổ liệt tông Phong Thị bè lên, hành đại lễ tế tự. Ngoài linh vị liệt tổ liệt tông còn có thần kiếm của chính Phong Kỳ Khai. Dường như hắn đang khai nhẫn cho thanh thần kiếm đã bị bám bụi từ lâu, đang khai nhẫn cho đạo tâm ngủ vùi từ lâu. Lưỡi kiếm của hắn đã mòn, đạo tâm phủ bụi. Sau khi Trung Nhạc khuyên giải và khích lệ, đạo tâm và thần kiếm của hắn tuy được khai nhẫn trở lại, thế nhưng qua trăm ngàn năm như vậy, hắn vẫn lo thời gian đã mài mòn đi sự sắc bén của hắn. Vì thế phải tới kiếm khai nhẫn, tế tự đạo tâm của hắn trước linh vị của liệt tổ liệt tông. Nhất cử nhất động của Phục Hy đều là lễ nghi của tự nhiên, ẩn chứa sự ảo diệu của đại đạo. Buổi tế đài này cổ xưa mà trang trọng, mang âm luật thần bí. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Bụi trần ai trong đạo tâm được quét sạch, ánh sáng từ thần kiếm càng ngày càng sáng. Các đạo ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới, chui vào trong cơ thể của hắn. Khi hắn tế bái không còn chấn áp tu vi của bản thân nữa, mà thích phóng hoàn toàn, trực tiếp dẫn động hóa đạo chi kiếp thành đế. Kiếm của ta, kiếm của ta! Hắn đứng dậy nhấc kiếm lên, không còn che giấu sự sắc bén nữa rồi. Kiếm quang bắn lên trời, rạch đôi đại điện. Các tộc lão và Phục Mi lão tổ vội vàng dừng lại, nghe răng rắc mấy tiếng. Điện đường nguyên nga đổ ra hai bên, chỉ còn lại Phong Kỳ Khai và thanh kiếm đứng ở đấy. Khốn kiếp mà! Các vị tộc lão toàn thân chính khí phẫn nộ quát lớn với Phong Kỳ Khai. Phong Kỳ Khai to gan, ngươi ăn tim hùm gan báo, dám làm phản sao? Ngươi muốn chết không chỗ chân thấy như tên nghịch tặc cha ngươi hay sao? Phong Kỳ Khai, ngươi là đang muốn chết ư? Ngươi dám thành đế ư? Vô pháp vô thiên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Phong Kỳ Khai sắc mặt nghiêm nghị, mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm của thanh thần kiếm. Dường như trong mắt chỉ có thanh kiếm này, quầng sáng đại đạo vẫn bừng bừng tràn về nhấn chìm hắn. Hắn khẽ nói, 8 vạn năm trốn chui trốn lủi, cuối cùng cũng vùng lên. Này rút kiếm chém hết phản đồ. Kiếm cũng giống ta, đàn áp càng lâu càng ác thì sẽ càng nhanh, càng muốn uống máu thôi. Uỳnh uỳnh. Tại nơi sâu nhất của thế ngoại chi địa, chấn động kịch liệt. Dường như có một con cự thú từ sâu dưới lòng đất thức tỉnh. Phục Mi lão tổ sắc mặt kịch biến, vội vàng bay về phía đấy rồi hét lớn, tên điên kia đang phá cấm rồi, các người mau động thủ, nhân lúc hắn chưa thành đế giết hắn đi, rồi cùng chấn áp tên điên kia với ta. Các vị tộc lão vô động thủ cùng tấn công Phong Kỳ Khai. Phong Kỳ Khai búng kiếm, 6 quầng sáng sau đầu mở ra, lại có một thanh thần kiếm khác mũi kiếm chia xuống dưới lơ lửng trong quầng sáng sau đầu của hắn. Kiếm trong tay của hắn thì thể quang chi kiếm, còn thanh kiếm sau đầu là không gian chi kiếm. Không gian chi kiếm phá tan không gian, chém địch trong vô hình, còn thể quang chi kiếm chém tương lai, chém quá khứ. Không gian bất động, kiếm quang chỉ cần rung động một chút là có thể di chuyển trong nháy mắt. Thể quang chi kiếm thì cần hắn thao túng, vì thế xuất hiện trong tay của hắn. Chỉ khi cầm trong tay thể quang chi kiếm thì mới xuất quỷ nhập thần. Thân hình của hắn khẽ động, sau đấy mũi kiếm xuyên qua đầu của một lão giả. Vị lão giả đó thậm chí còn không biết thần kiếm từ đâu mà xuất hiện. Trong quầng sáng sau đầu của hắn, không gian chi kiếm được rút ra cùng với một chuỗi máu. Kiếm quang trong tay Phong Kỳ Khai thì chấn động. Kiếm ẩn kiếm hiện xuất quỷ nhập thần, khiến các cường giả đang lao tới đều vô cùng bực bội. Kiếm trong tay của hắn lúc thì ở quá khứ, lúc thì lại ở tương lai, thần thông vô lượng khiến cho họ không thể ngăn chặn được công kích của hắn. Huyết quang bắn tóe xung quanh, các vị tộc lão sắc mặt đại biến. Hai thanh thần kiếm của Phong Kỳ Khai, một thanh có tên Định Tinh Hải, một thanh có tên Định Trụ Quang, quả thực nhanh tới không thể tưởng tượng, khiến chỉ trong nháy mắt toàn thân họ đã đầy vết thương. Vũ Thanh Trụ Quang huyền kinh ta cũng biết. Một vị lão ẩu hét lớn, tế quyền trượng xuất quỷ nhập thần, cũng là Vũ Thanh Trụ Quang huyền kinh. Thế nhưng rồi sau đấy toàn thân đầy máu, chỉ trong nháy mắt đã trúng vô số kiếm, gần như bị cắt thành cái gậy. Người không xứng. Phong Kỳ Khai sắc mặt lạnh lùng, kiếm chém xuống, đầu của lão ẩu kia bay lên, rồi lại một đạo kiếm quang cắm vào mi tâm, cắm chặt nguyên thần. Phục Hy là chiến thần, các ngươi chỉ là thân thể của Phục Hy, chỉ có máu của Phục Hy, chỉ có tuyệt học của Phục Hy, nhưng các ngươi không có tâm cảnh của chiến thần. Các ngươi!
hắn di chuyển hết cái đầu này tới cái đầu khác rơi xuống. Bị xuyên qua, Phong Kỳ Khai lạnh lùng nói: "Các người không xứng." Các tộc lão khác run rẩy sợ hãi, từ đại điện đánh xuống phía dưới, một vị tộc lão hét lớn: "Phục Hy, thuộc mạch tông chủ nghe lệnh, mong ngăn tộc trưởng các ngươi lại. Phong Kỳ Khai điên rồi, muốn giết chết hết cả chúng ta mà tạo phản. Nếu hắn giết bọn ta thì các ngươi cũng khó thoát chết được kìa. Các ngươi biết những vị cao cao tại thượng ngoài kia sẽ không tha cho các ngươi mà." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 336 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại. Ba trăm ba mươi lăm chứ.